Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Cậu bé rừng xanh. Mở đầu bộ phim là cảnh cậu bé Molly với chiếc quần tà lỏn đang chạy vắt chân lên cổ, vì đuổi theo phía sau cậu lúc này là một đàn sói. Molly nhảy qua những tảng đá lớn, đu lên nhành cây bật nhảy sang bờ bên kia. Bất quá chẳng mấy chốc với sức lực loài sói, bọn chúng đã đuổi tới. Nhưng kỳ lạ là bầy sói không tấn công cậu nhóc, ngược lại cũng như Molly, đang chạy khỏi một kẻ săn mồi đáng sợ khác. Mắt thấy không còn kịp nữa, cậu nhóc vội trèo lên cây, chạy trên nhánh nhảy thoăn thoắt qua những cành cây khác, rồi lại leo sang một thân cây lớn, Molly luồn qua thân nó nhảy một cái. Không ngờ đây là một cái cây chết nên liền bị gãy, khiến cậu nhóc té lăn ra đất. Báo đen to lớn liền đuổi đến vồ lên người Molly, nhưng không có một màn máu me như chúng ta tưởng tượng. Ông biết rằng nếu muốn tồn tại trong khu rừng, cậu bé cần có bầy đàn của nó. Vì vậy báo đen giao cậu cho vợ chồng nhà sói, là Akay, là một thủ lĩnh tài ba và công bằng. Và Jaxa nuôi nấng nó, cô ấy chính là người mẹ duy nhất mà nó có. Trên đường về cậu bé luôn cãi chảy cãi cối, bảo do xui cành cây bị gãy, nếu không ông cũng không bắt được cậu. Ông báo chẳng buồn đáp lại, chỉ dạy cho Molly cách nhận biết đâu là cây chết. Cậu bé cùng ba Geza và đàn sói trở về nhà. Những chú sói còn bao quanh muốn anh mình bế, rồi rủ Molly cùng đi bắt chuột. Mẹ sói thì quan tâm hỏi thăm con trai về buổi tập luyện hôm nay. Bên trên tảng đá cao cao, cha sói Akela cùng mọi người dõng dạc đọc lại luật lệ của loài. Sau đó mọi người, kể cả những chú sói nhỏ nhất và Molly, cùng nhau hú lên vang vọng khắp rừng. Và rồi chẳng bao lâu, khu rừng đã đến mùa khô khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, cây xương rồng còn không sống nổi. Ngay khi chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống, một chú nhím đang mải mê chơi đá, chợt phát hiện một vũng nước lớn gọi là vùng yên thạch. Nhím mừng rỡ la lên thời kỳ đình chiến, các loài động vật vội vã kéo nhau đến đây. Bác sấu uống nước xong nằm mở mõm cho chim xỉa răng, bởi luật rừng có một quy định thời gian này không được săn bắt tại bờ sông, bởi việc uống quan trọng hơn ăn, và thế là muôn loài có một ngày hòa bình hiếm có. Jaxa dắt Molly và bầy sói con đến chơi, bà không quên dặn dò cậu bé cẩn thận, bởi không phải ai cũng thích con người. Molly dạ vâng cho qua, rồi vui vẻ đi giữa bầy thú, nhưng bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn cậu. Molly không thèm để ý, chỉ tò mò đi đến chỗ chim công và nhím đang giành nhau một cành cây. Cả hai xô sát khiến nhím giật lùi lại, thế là lông nhím đâm vào chân Molly, Bagheera cũng tôn trọng luật lệ. Bỗng dưng trên mặt nước xuất hiện một cái gáo làm bằng xương, muôn thú cảnh giác nhìn theo, cuối cùng nó lại được kéo lên bởi Molly. Cậu nhóc cầm chiếc gáo tự chế lên uống, khiến các loài sơn hào hải vị xung quanh đều khó chịu. Thật là kỳ cục quá đi mà. Akela đã nhiều lần dặn con trai không được dùng mánh khóe của loài người trong rừng, nên đã lên tiếng trách mắng Molly. Ông bảo cậu ngước lên nào chú sói con. Cậu em bên cạnh nói mình lớn lên sẽ thành sói đúng không ba? Rồi cất tiếng chu, ông nói ở bầy khác sói đẹp nhất sẽ bị xé xác. Ngay lúc này chim chóc bỗng bay hết lên, cha sói thấy có điểm xấu liền gọi con trai nấp sau lưng mình. Lát sau trên dãy núi đá đối diện xuất hiện một con hổ vằn, với vết sẹo hung tợn trên mặt như chí phèo đi rạch nặt ăn vạ. Hắn đến bờ hồ uống nước, sau đó đi đến đâu khiến mọi loài sợ hãi giạt ra đến đó. Sia Khan nói mình đánh hơi được mùi thịt của con người. Sau đó tiến về phía đàn sói, lớn giọng chất vấn họ tại sao lại cư mang con người. Akela không chùn bước lớn tiếng đáp rằng Molly thuộc về bầy sói, nhưng hổ ta vẫn còn thù thâm kim vì bị loài người làm hỏng một mắt, nên nhắc lại luật rừng có viết không chứa chấp con người. Jaxa không nhịn được nữa, bước lên quát kẻ khát máu như ông thì làm gì biết luật, ông lấy săn bắt làm thú vui. Sia Khan quê quá khó huề, bèn nói đồng, ta xin hứa rằng không có gì là mãi mãi cả. Khi những cơn mưa trở lại hòa bình này sẽ kết thúc, nhắc nhẹ bầy sói sẽ hy sinh nhiều để đổi lại tính mạng cậu bé. Sau đó tức cái lồng ngực mà bỏ đi. Bầy thú nhiều chuyện cho đã cũng quay về nơi ở của mình. Thấm thoát trời lại đổ mưa như chút nước, những chú chuột vui mừng nhảy nhót, nhím thì lôi cành cây khí thế lấp cửa hang tránh giọt mưa. Nước mưa đổ dồn xuống ngọn thác, bắt đầu chảy lan ra khắp nơi của con sông. Trong khi bầy sói lúc này phải dầm mưa họp bang hội trên tảng đá, Molly ngồi bên dưới với sói út vô cùng buồn bã. Thấy mọi người bàn hoài không xong, cậu nhóc đã đi đến và nói rằng, con sẽ rời đàn, con không muốn ai bị thương vì con. Dĩ nhiên Jaxa không đồng ý, nói cậu là con trai của mình. Nhưng mọi người cho rằng bầy sói không bảo vệ được cậu nữa, cuối cùng vẫn là cha đỡ đầu báo đen, bước lên bảo mình sẽ đưa Molly về với loài người. Mẹ sói không nỡ rời xa con trai nhỏ, Akela chỉ còn cách khuyên vợ, cậu bé nói không sao đâu mẹ, nơi đó không xa lắm đâu. Con sẽ về thăm mẹ mà. Bà đau lòng bảo sẽ con đừng bao giờ quên. Con là con trai của mẹ, sau đó hai mẹ con ôm nhau từ biệt.
cậu bé buồn bã tách khỏi đàn sói. Báo đen theo chân Molly đi qua thác lớn, lại nhảy qua mấy thân cây. Đến một cành cụt, cậu bé dễ dàng đu lên một nhánh nhỏ nhảy qua vách đá. Molly không muốn rời khu rừng quen thuộc này, nên hỏi mình có thể nhập vào đàn rùa hoặc tê giác không. Khi cả hai đi vào rừng nhìn thấy một đàn voi, chú báo bảo cậu cúi đầu xuống, bởi voi là loài đã tạo ra khu rừng này. Họ tạo ra dòng nước và cây cối nơi này. Nhưng cũng vì họ không tạo ra Molly, nên đó chính là lý do cậu phải rời đi. Cậu bé ngước lên nhìn thấy một người bạn voi nhỏ bé. Không bao lâu cả hai đi đến đồng cỏ, nhìn thấy một đàn trâu rừng đang ăn cỏ no say. Molly còn đang luyên thuyên xin được ở lại, bỗng dưng ba ghé ra bảo cậu chạy nhanh đến khe núi phương Bắc. Molly còn chưa kịp hiểu gì đã bị Sia Khan từ sau vồ đến. Báo đen nhảy lên đỡ đòn để cho cậu nhóc chạy đi. Nhưng cả hai người họ đánh nhau chưa được ba chiêu, ba ghé ra đã bị dính trưởng ngã xuống. Hổ chạy mấy bước dài đã đuổi kịp Molly. Khi sắp vồ lấy cậu nhóc thì bị bầy trâu náo loạn chạy ngang, khiến hắn hụt mất con mồi trong gang tấc. Molly nhanh chóng tuột xuống vách núi nương theo đàn trâu đang chạy. Sia Kha phía trên giờ nanh nhè vuốt tìm kiếm khắp nơi, khi thấy được cậu bé thì đã quá trễ. Molly phóng lên ôm lấy một con trâu, hổ ta không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm cục tức hét lên. Ở trong rừng rách xa nhìn thấy sói út đang buồn, cậu nhóc lôi ra cái gáo nước của Molly, nói mình rất nhớ anh trai, tại sao lại đuổi anh ấy đi. Rách xa cũng không hề muốn, nhưng bà biết an toàn của cậu bé mới là quan trọng nhất. Lúc này gã hổ già xấu xa xấu xí lại mò đến, sói mẹ lập tức bỏ bầy con trốn vào hang. Sia Khan tìm Akela nói chuyện như hai người đàn ông đít bự. Sia Khan ngồi bệt cái đít xuống đất. Hắn nói cho em nói nó đi đâu được không bác? Sói cha nói Molly đã rời đàn quay về với loài người rồi thằng cu to xác ơi. Sau đó tiễn khách, nhìn bầy sói bày trận bên dưới. Sia Khan xấu còn đóng vai ác, chơi ăn gian quay đầu cắn cổ Akela ném xuống vách núi. Cả bầy sói mất đi con đầu đàn chỉ có thể cụp tay phục tùng gã. Sia Khan nói các ngươi rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt à, cứ thế ngang ngược chiếm luôn địa bàn. Bên này Molly tỉnh lại trên lưng trâu, không biết đây là đâu và tôi là ai, thì bất chợt vách núi đồng loạt sụp lở, cậu nhóc lao người khỏi lưng trâu, lộn mèo qua các tảng đá rơi xuống dòng sông bên dưới, may mắn bám được vào một thân cây to. Molly bé nhỏ ngồi trên thân cây trôi về phía hạ nguồn, sau đó nắm dây leo trèo lên bờ, cậu đi vào một khu rừng xa lạ, liên tục gọi tên ông Bagheera. Molly vô tình đạp phải một lớp da rắn siêu to khổng lồ, nhưng vẫn hồn nhiên như con chó điên, không biết nguy hiểm đang rình rập. Trước tiên cậu cần hái chùm nho dại để làm no cái bụng của mình. Nhảy không tới, Molly dùng dây leo kéo cành cây xuống. Trên cây lúc này mấy bà khỉ liên tục dõi theo. Một bạn chồn dễ thương sợ sệt đến gần Molly xin ăn ké. Cậu thấy nó đáng yêu nên đã chia đồ ăn cho bé chồn. Ai ngờ chúng là phường trộm cướp có tổ chức, cũng lấy cả chùm nho chạy mất tiêu. Molly rượt theo đến một thân cây to thì mất dấu. Cậu nhóc hoang mang nhìn khắp nơi, lúc này chợt vang lên tiếng nói, bảo bà sẽ không làm gì đâu bà thề, rồi từ trên cành một mụ rắn to vãi cả trường bò xuống. Rắn nói đừng sợ, ta là công chúa Thủy Tề. Và bà biết thân thế của Molly, mụ rắn dần dần thôi miên cậu bé Molly, đưa cậu trở về quá khứ. Nhiều năm về trước con người luôn tránh xa bóng tối của khu rừng, họ lúc nào cũng mang một vật có tên là hoa đỏ, nó vừa ấm lại vừa sáng. Trong một hang động, người đàn ông cầm ngọn đuốc bảo vệ con trai mình khỏi hổ dữ. Sia Khan đã tấn công giết chết ông ta, nhưng chính hắn cũng bị thương bởi bông hoa đỏ. Vì quá đau đớn nên gã đã bỏ chạy mà không phát hiện ra đứa trẻ. Đó cũng chính là Molly. Bagheera tò mò đi đến. Cậu nhóc đã không biết gì mà đưa tay sờ mặt ông ấy. Và cũng chính giây phút ấy Bagheera quyết định cứu sống cậu. Molly bị đôi mắt của độc xà thôi miên, mụ quấn chặt cậu nhóc như đòn bánh tét. Cháu hãy ở lại với bà hứa sẽ bảo vệ cháu. Ngay lúc chuẩn bị húc chọn con mồi thì bị gấu Balu phá đám. Khi Molly tỉnh dậy hốt hoảng nhìn ông gấu, Balu nói mình đã cứu cậu nhóc nên cần được trả ơn, bằng cách trèo lên vách đá lấy mật ong cho mình. Thế là Balu dẫn cậu bé đi trả ơn cho mình. Balu liếm láp mật ong trên vách đá. Cậu nhóc nhìn vách đá sừng sững nói ông đang giỡn hay đang đùa vậy, trèo lên đó có mà về chầu ông bà sớm thì có. Nhưng ông gấu nói mình cần ăn nó trước khi ngủ đông, nếu không sẽ chết đói. Thấy ông gấu tội nghiệp, Molly đành đồng ý. Cậu bé dùng trí thông minh của con người chọn hai viên đá đập vào nhau, sau đó lấy phần đá sắc nhọn cắt một cái rễ cây lớn, lại bẻ thêm một nhánh cây khác. Molly ôm đống dây trèo lên vách đá, rồi cột cố định một đầu dây vào thân cây lớn. Sau đó cậu nhóc nắm dây leo từ từ đi xuống, lại dùng cây đánh vào sáp ong, bầy ong vỡ tổ túa ra đốt cậu xương chù dù. Bên dưới chú gấu năn nỉ cậu cố lên, bởi vì ông sợ độ cao nên không thể trèo được. Hàng xóm Balu là TT, Sóc và một chú lợn rừng cũng đến xem náo nhiệt. Họ nghĩ cậu bé rồi sẽ như mọi người mà thất bại thôi. Nhưng Balu tin rằng cậu nhóc sẽ thành công vì đây là con người. Gấu còn nhắc nhẹ TT nhây nữa là có tin bị tuyệt chủng hôm nay luôn không? Đúng vậy, trên cao Molly không bỏ cuộc mà đu dây.
dùng chân đạp mạnh vào tảng sáp to lớn, cuối cùng nó cũng rơi xuống đập vào đầu lợn rừng. Ông Ba Lu ăn thỏa thích ăn lấy ăn để, còn tiếc của mà liếm láp chú lợn rừng. Chỉ có Sóc là chu đáo đưa cho Molly một miếng sáp ong để bôi vào vết đốt. Cậu cảm ơn bà và muốn rời đi, nhưng Ba Lu cố dụ dỗ cậu nhóc ở lại để giúp mình lấy mật. Molly đành nói thật rằng mình phải đến ngôi làng của con người để tránh hổ săn đuổi. Ba Lu nghe xong, nhận ra mình quen biết với báo đen đã cứu cậu nhóc, nên quyết định đưa Molly về làng. Trên đường đi, Ba Lu hát bài hát của loài gấu, còn Molly vẫn đọc vang luật rừng của bầy sói. Khi trời tối, rốt cuộc cả hai đã đến được bìa rừng. Cậu nhóc nhìn thấy một ngôi làng sáng rực. Ông gấu nói loài người có một thứ gọi là hoa đỏ, nó rất nguy hiểm và có thể phá hủy mọi thứ, dặn Molly chớ có đùa với nó. Cậu nhóc vâng lời, nhưng so với một nơi xa lạ, Molly càng nhớ đến ngày tháng sống cùng bầy sói. Ba Lu thấy vậy bảo cậu có thể ở lại với mình, và ông rất biết ơn cậu đã giúp đỡ mình kiếm ăn. Ông nói cậu không cần phải lo sợ khi dùng mánh lưới kiếm ăn, vì nếu kiếm mật ông ta sẽ ủng hộ cậu hết mình, nếu thấy không vui ta sẽ đưa cậu về với ngôi làng. Cậu bé đồng ý và hứa giúp ông ấy cho đến mùa đông. Ở trong rừng, tên Sia Khan đang cố chia rẽ và đầu độc bầy sói con. Hắn nói với Jaxa, ta tin rằng thằng bé khi biết tin sói cha chết sẽ quay lại, và gã đang chờ để kết liễu cậu. Sáng hôm sau, muôn thú đang bay lắc vui đùa. Ba Lu thì ăn uống no say, chỉ muốn ngủ mà thôi. Molly dùng đá cắt những tán cọ, làm thành một bộ quần áo chống ong đốt. Sau đó dùng gỗ và dây leo làm thành một cái bẫy, cột cố định vào người ông gấu. Cả đội phối hợp chẳng bao lâu đã lấy được rất nhiều mật. Sau giờ làm việc, cậu nhóc ngồi trên người ông gấu thả trôi trên dòng sông. Cả hai ca hát vô cùng vui vẻ, con người và động vật mà sống vui vẻ bên nhau thì chắc là vui lắm đúng không quý vị? Bụi rậm gần đó chợt động đậy, Ba Lu vội che chở Molly sau lưng mình. Nhưng người bước ra lại là ông báo đen. Cậu bé nói mình rất lo lắng cho ông báo. Sau khi thất lạc, cậu đã gặp bà rắn dụ dỗ, may là có Ba Lu cứu mình. Ba Gera bảo cậu nhóc lập tức đi cùng mình. Khi nhìn thấy đống bẫy dập cậu nhóc làm cho Ba Lu, ông báo đen rất tức giận vì biết ông gấu đã lừa Molly. Gấu không hề ngủ đông trong rừng. Cuối cùng Ba Gera quyết định sáng mai sẽ mang cậu bé rời đi. Nửa đêm, Molly nghe tiếng động, lẻn ra bờ sông thì nhìn thấy đàn voi hôm nọ đang vây quanh một cái hố lớn. Đi đến gần mới biết bên dưới có một chú voi con bị kẹt. Cậu nhóc nhanh trí về nhà lấy dây leo của mình, mang ra cột vào voi con rồi đưa đầu dây cho voi lớn, cuối cùng cũng kéo được nó lên. Ông gấu và Bagheera đều thấy những điều này. Ba Lu bảo Molly rất đặc biệt nên mong Bagheera sẽ cho cậu ở lại. Lúc này báo đen đành nói thật với Ba Lu rằng Akela đã bị Sia Khan giết, nơi này không còn ai có thể bảo vệ Molly. Bagheera còn nhờ gấu giúp mình khuyên cậu nhóc vì hai người họ đã trở thành bạn thân. Ba Lu lựa lý do để bảo Molly rời đi, nhưng đều không lừa được cậu. Cuối cùng chỉ còn cách bảo mình không cần Molly nữa và đuổi cậu bé đi. Điều này đã làm Molly tổn thương sâu sắc. Cậu nhóc buồn vã trèo lên cây ngồi không nói chuyện với ai. Bỗng dưng có một tên khỉ tiến lại làm quen. Sau đó một đôi tay lông lá to lớn đã bắt Molly đi. Bầy khỉ đột truyền tay nhau mang cậu từ cành này qua cành khác. Ba ghe ra nhảy từ cành này sang cành khác. Cả hai đuổi theo hụt hơi, nhưng không bắt kịp bọn chúng. Bầy khỉ phối hợp nhịp nhàng truyền cậu bé qua bên kia dòng suối. Ba Lu nhảy xuống nước giúp Ba Ghe Ra nhảy qua sông. Khi hai người chạy đến nơi, Molly đã bị bọn chúng mang lên vách núi đá cao. Tại đây cậu nhóc nhìn thấy một di tích cổ, bọn khỉ đẩy Molly vào trong. Bên trong đền rất rộng lớn, là thế giới của loài khỉ, khỉ vàng, khỉ đen, khỉ già, khỉ trẻ. Kính thưa các loài khỉ, Nam Mô Vô Lượng Khỉ thưa quý vị. Bên này Ba Lu và báo đen leo lên vách đá cao. Ba Lu nhìn xuống muốn tuột huyết áp. Cuối cùng cả hai cũng leo lên bên trên. Cậu bé nhìn thấy những bức tượng có diện mạo của loài người. Cuối cùng dừng lại ở một nơi chất đầy trái cây và các vật dụng của con người. Molly liền cầm lên xem. Đột nhiên bầy khỉ tản ra. Đằng sau Molly xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Vua khỉ Louis xuất hiện hỏi cậu bé đến từ đâu. Sau đó ném cho cậu vài trái cây ăn thử. Rồi lại nói mình là người duy nhất có thể bảo vệ Molly. Ở lại với hắn sẽ có ăn có mặc. Chỉ cần cậu mang đến cho hắn bông hoa đỏ. Nhưng Molly được dạy đó là thứ nguy hiểm cho muôn loài, nên đã từ chối và muốn rời đi. Louis điên tiết lên bắt đầu ném đồ bừa bãi, quát nạt Molly. Sau đó tung hoa quả cho đám khỉ. Louis nghĩ cậu sẽ bị che mắt bởi đống trái cây mà phục tùng mình. Lúc này ông gấu bước vào, khen Louis là một đống thịt ngồi chồm hổm trên ngai vàng cũ kỹ, không ngừng nói khích thu hút sự chú ý của gã. Louis cho bọn khỉ bao vây ông. Bên này báo đen lén ra hiệu cho Molly trốn đi cùng mình. Nhưng một con khỉ đã phát hiện ra cậu bỏ trốn lập tức la lên. Vua khỉ lệnh tất cả đuổi theo ba người. Chính mình cũng chui ra khỏi ngai vàng đầy chế giận. Vua gì ở dơ khiếp. Hai người để cậu nhóc chạy trước.
con mình ở lại chặn hậu, liên tục cắn cổ và đấm đá bọn khỉ con. Vua khỉ xông ra ngoài gầm lên một tiếng, nâng thân hình khổng lồ của mình đu trên vách đá, nhanh chóng chặn đường Molly. Hắn nói bây giờ không còn ai giúp cậu nữa rồi, ngoan ngoãn ở lại với hắn đi. Molly nói mình sẽ quay về với bạn và cha sói Akela. Cũng lúc này Louis mới nói cho cậu biết cha sói Akela đã vì mình mà bị Sia Khan giết chết. Molly không chấp nhận nổi sự thật, chạy vào trong đền. Louis đuổi theo cậu nhóc xuyên qua các tầng đá. Bên ngoài ông gấu cùng báo đen đánh đến mỏi tay, báo đen vồ con này hất con kia. Đám khỉ con dí chặt ba lu, chú gấu nằm lăn lộn lấy thịt đẻ người. Sau đó đứng dậy gầm một tiếng oai hùng, nhưng cái kết là vẫn bị chúng bao vây. Bên trong khu đền Molly nấp vào một cột đá, vua khỉ đánh hơi tìm cậu khắp nơi, hình linh xuất hiện từ phía sau, liên tục lách mình vào các vách tường nhỏ hẹp đuổi theo cậu. Ngay khi sắp bị bắt, Molly kịp thời nhảy ra ngoài, còn thân hình quá khổ của hắn ta lại bị kẹt bên trong, gạch đá đổ xuống như thác nước, rất nhanh đã đè bẹp bà khỉ to sắt dẹp lép như con tép. Bọn khỉ con lập tức đình chiến đi đào đất tìm vua của chúng. Hai người Bagheera đang lo sợ Molly cũng bị đá đè, thì cậu nhóc đã đứng ở trên cây từ lúc nào. Molly giận dỗi họ vì giấu giếm chuyện Akela với mình, nên đã tự ý bỏ đi. Lúc này cậu bé nhớ đến bông hoa đỏ, nên đã lẻn đến ngôi làng của con người, thấy con người vui vẻ tổ chức chơi bời bay lắc. Cậu thừa cơ hội trộm đi một cây đuốc, cậu bé chạy thẳng vào rừng sâu tính sổ với Sia Khan. Bali và báo đen thấy bông hoa đỏ di chuyển nên cũng bám theo cậu bé. Nhưng khi Molly chạy qua một đồng cỏ, vì sơ ý nên tàn lửa đã rơi xuống đất. Mẹ sói lúc này nghe tin có người đem bông hoa đỏ tiến vào rừng, nên ra lệnh cho các con hãy chạy đến con sông. Muôn thú vì thế cũng chạy đến con sống. Đóm lửa khi nảy rơi xuống đã gây cháy cả một vùng, muôn thú trong rừng vô cùng sợ hãi tập hợp lại. Mẹ sói nhận ra người đi đến là Molly, cậu nhóc cầm đuốc khiêu chiến với Sia Khan. Nhưng hắn nói bây giờ cậu mới là điều đáng sợ nhất, mấy anh trâu rừng sợ hãi nhìn hoa đỏ. Ngay cả bầy sói cũng e dè tránh xa cậu. Sia Kha nói mình có thể thấy trước tương lai cậu bé, và cậu sẽ trở thành con người như cha cậu. Hắn thách cậu dùng bông hoa đỏ chiến đấu như cha cậu năm xưa. Molly bị gã kích động đã ném cây đuốc xuống sông, nói đây là rừng xanh và đây là nhà của cậu. Hổ già lừa được trẻ con cười nhách mép, vô cùng đắc ý bước đến muốn ăn thịt cậu. Lúc này Balu bỗng đọc lên luật của bầy sói, khiến mọi người dâng lên ý chí chiến đấu. Sia Khan tức giận gầm lên tuyên chiến với tất cả. Ông gấu lao ra trước nghênh đón hắn, Balu quật gã xuống đất tát vài cái, nhưng suy cho cùng sức lực không bằng hắn ta, đã bị Sia Khan cắn vào cổ. Bầy sói dưới sự chỉ huy của Rách Sa cũng lao lên, báo đen vội ngăn cậu bé lại. Bagheera con không phải sói, nên lần này hãy chiến đấu như một con người. Sau đó ông cùng mọi người giữ chân hắn, cho cậu nhóc chạy đi tìm hoa đỏ. Sia Khan nhanh chóng đánh bại bầy sói, lập tức đuổi theo Molly về cánh rừng cháy. Bagheera chạy theo ngăn hắn lại, cả hai rằng có một lúc ông đã bị hổ đánh bại. Trong lúc nguy hiểm, sói mẹ bất chấp bám vào lưng gã mà cắn. Đàn sói cũng muốn phanh thây Sia Kha, hắn hất tung lũ sói và bám theo cậu. Molly chạy vào khu rừng đang cháy dữ dội, cậu nhìn thấy một cây chết. Molly gõ hai viên đá vào nhau lấy phần sắc bén, trèo lên cây cắt một sợi dây leo. Hổ già lúc này cũng đuổi đến nơi, nhưng hắn không dám mạo hiểm leo lên cây. Molly nhanh chóng nhảy từ nhánh cây này sang thân cây khác, trèo qua cây chết cột một đầu dây vào thân cây, bẽ gãy một thân cây nữa làm xích đuôi rồi ném lơ lửng xuống dưới. Sia Khan bên dưới gầm thét muốn vồ xé xác cậu. Khi Molly đi vào trong thân cây rỗng, Sia Khan bất ngờ xuất hiện vồ lấy, chút xíu nữa là ngủ rồi. Cậu nhóc sợ hãi trèo lên trên, hổ cũng đuổi đến, lách mình vào được bên trong thân cây. Hắn quyết không cho cậu đừng lui. Molly nhẹ nhàng đi ra nhánh cây mục, cuối cùng hắn cũng chui ra khỏi bọng cây. Sia Khan nói ngươi tưởng ta sẽ để ngươi lớn hay sao, nhưng hắn đã cảm nhận được tiếng tách tách từ nhánh cây. Sai Khan nói hắn sẽ ăn thịt cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi. Liệu cậu có cầm cự lâu hơn cha mình không, hay là lâu hơn Akela vậy? Cậu bé quay lại nói tôi không sợ ông đâu. Sia Khan vì câu này giận quá mất khôn, không chú ý thân cây chết đã lao ra, mà Molly lập tức phóng lên chiếc xích đu mình làm ban nãy. Cành cây gãy hắn ta cố bám vào nhánh cây mục, nhưng cũng rơi xuống đống lửa bên dưới. Cậu nhóc nghỉ mệt một lát thì trở về, gặp được bầy voi, Molly cúi người xuống trước họ, mà bên này muôn thú đang nhìn về mảnh rừng bị cháy, không biết cậu nhóc có trở về được nữa không. Báo đen khen ông bạn gấu rất dũng cảm. Bất ngờ sói mẹ nhìn thấy Molly cưỡi trên lưng voi con trên thác nước cao. Bầy voi dùng ngà húc cây gỗ ngăn lại dòng nước chảy bên này, mở đường cho nước sang mảnh rừng đang cháy để dập lửa. Dòng nước vô lượng vô biên đã nhanh chóng dập tắt bông hoa đỏ. Cậu bé vui mừng nhìn đàn sói. Cậu sói út cũng chu lên reo hò cùng bầy sói. Đây cũng là điều đầu tiên trong lịch sử khi con người gần với muôn loài như vậy. Sau đó mọi thứ trở lại quỹ đạo trước đây. Bagheera rượt Molly chạy khắp khu rừng. Cậu nhóc vẫn luôn không tuân theo luật sói mà chạy trên cây.
Ba Lu cũng chơi chung và bị té sấp mặt. Gấu ta nói chạy kiểu này có ngày chắc mình chết. Bầy sói em nhìn anh mình trở về háo hức ra đón. Rách ra dẫn đầu đọc lại luật của khu rừng. Molly theo ông báo đen lên cây. Ông gấu cũng đã học được cách leo trèo. Mọi người cùng nhau say giấc trong ánh nắng chiều ấm áp của khu rừng. Cuối phim, bà khỉ chúa Louis đã thoát khỏi đống xà bần nhé quý vị. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Câu chuyện về cậu bé rừng xanh mang đến thông điệp về lòng tốt, sự dũng cảm và trí thông minh. Bầy sói chấp nhận nuôi một đứa trẻ con người như đồng loại của mình. Còn hổ đã xấu lại còn ác kia dù có sức mạnh, cũng ngủm củ tỏi trước trí thông minh của con người nhỏ bé, nhưng mang tấm lòng lương thiện như Molly. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh và ấn quả chuông để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu. Bye bye cả nhà.